Đây ngón tay rất là nhỏ bé so với con lươn, không xinh nhê gì. Đúng, kéo đó, nó ở trong hàng đá đó luốt cái lưỡi câu rồi. Đấy, rất là kịch liệt. Đấy, từ từ lên ra kéo ra đó. Một cú. Bây giờ là 17:30 ngày 25/7/2019. Tôi vừa đổ muối vào thằng lươn này. Con này con đực các cụ nha. Đấy, thế là một lát hồi là nó đơ ra và nó lại vào nồi chuối đậu. Đấy, con này khá to. Còn nồi ra nó còn sống, nó có dậy đấy. Bố không ăn à? Ăn gì? Nó đi ăn mì. Thế là lươn khi làm sạch vẫn còn bơi các cụ nhá. Đấy, làm sạch xong nhưng mà nó vẫn còn bơi. Đấy, hậu quả việc mình đổ muối vào mồm nó bị đơ. Lươn rất là tươi ngon. Thậm chí là mồm nó còn ngáp ngáp nhưng thực ra tôi làm sạch rồi. Đấy, cái mồm là đã làm sạch rồi. Đấy, mà vẫn còn bơi. Các cụ lưu ý nhá. Nhưng mà muốn làm ngon là phải làm vậy nó mới tươi ngon.